ta. Lần đầu tiên thấy con bò bị chói tay chói chân luôn á mọi người. Bò này chuẩn bị làm thịt đó ha anh. Mua một con này nhiêu tiền vậy anh? 17 củ quá. 17 củ hả? Để em quy y cho nó để nó đổi thân thể mới nha. Quy y cho nó. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành gặp được bé bò chuẩn bị làm thịt đổi thân thể mới. Đừng oán hận mà hãy vui vẻ ra đi để được đổi cái thân tốt đẹp hơn nha. Bỏ cái thân này rồi thì mình sẽ có thân thể mới. Đừng oán hận nha. Quy y với Phật, gieo duyên với Đức Phật, sau này sẽ được đến thế giới tốt đẹp hơn nha bò. Chịu đau một chút xíu ảnh làm. Ủa cái này là đập đầu hay là sao vậy anh? Hay chích điện? Rồi, quy cho bé bò rồi đó. Này bò cái ha anh. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi. Tiêu trừ nghiệp chướng nha bò. Tội nghiệp quá ha. Bye anh. Năm mới vui vẻ. Rồi. Vì khó khăn người ta phải buôn bán thịt như vậy. Em không ăn thịt bò. Em cũng vui vẻ với người làm thịt bò. Mà em ớn lạnh quá mọi người ơi. Cảm giác trước lúc chết sẽ là lạnh đó mọi người. Em rời vô em thấy được cái tương lai của con bò đó. Cái tương lai, cái chết của nó. Em lạnh giống nó luôn. Hey, bởi vì em đã trở thành tiên cá là như vậy. Em có thể hấp thụ năng lượng của chúng sanh rất là nhanh. Và nhìn thấy quá khứ vị lai của chúng sanh chỉ trong một khắc thôi. Mà kéo tận ra một đời của nó luôn vậy đó. Quy y cho con bò, đừng oán hận anh ấy. Cho anh ấy cũng thoát khỏi cái nghiệp bán thịt bò. Anh ấy mua 17 củ. Tiền nhiều quá. Đặng Lê Nguyên Vũ hỏi tiền nhiều để làm gì hả? Để phóng sanh đi đại ca. Đại ca cứ về hoài không thoát khỏi cảnh giới thần đâu. Nguyễn Phương Hằng hỏi tiền nhiều làm gì hả? Làm từ thiện hả? Đại tỷ ơi, làm từ thiện cũng không thoát khỏi cảnh giới quỷ thần đâu. Xin chào, xin chào. Mấy thằng đại của em, mấy mắc cười quá. Trời ơi. Chào mừng Tion đó mọi người. Quy y cho con bò. San sẻ phước báo của Tion cho nó. Để đến được thế giới tốt đẹp hơn. Rồi trong năm mới tôi phải cố gắng làm nhiều hơn đó. Tôi phải phóng sanh nhiều hơn đó. Trời ơi trời. Phóng sanh đúng cách đó. Rồi. Về coi chuẩn bị bữa tiệc của tất niên này nha.